Ngay sau đây sẽ là một món quà mà anh Hồ Phàm sẽ dành tặng cho mọi người. Dù món quà này, tên bài hát nó không liên quan gì đến Madrid, nhưng những người đã khoác lên màu áo của Madrid hay của Việt Nam hay của một đội tuyển quốc gia nào đó khi nghe ca khúc này chắc chắn sẽ cảm thấy rất là sung để chuẩn bị cho mỗi trận đấu của mình. Ca khúc được mang tên các bạn cổ động viên Real Madrid cũng như các bạn mọi người đã xem trên truyền hình, Hồ Phàm xin gửi tặng món quà rất đặc biệt, đó là bài hát Tổ quốc gọi tên mình.
đang đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt những người làm chương trình xin được cảm ơn anh Hồ Phàm, cảm ơn món quà của anh đã dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn anh Mạnh Dũng. Anh Dũng ơi, anh đang ở đâu? Vâng, người cao như anh Dũng đứng đằng sau không sao cả. Vâng, và xin nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn cổ động viên của Real Madrid tại Hà Nội đã đến tham gia với chương trình. Chúc cho Real năm nay ít nhất sẽ có một chiếc cúp vô địch, dù là La Liga, dù là Champions League hay cúp nhà vua đều được, hoặc cả ba thì càng tốt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.